Merci. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các chị lắm. Bây giờ thì chúng tôi xin phép để sang đến cái phần chính, tức là cái phần đầu của chương trình ngày hôm nay, là những bài hát ngục ca mà ông giám đốc của tòa báo Quê Mẹ đã nói chuyện, đã giới thiệu với quý vị và các chị rồi. Bây giờ là chúng tôi xin phép được hát những cái bài hát đó. Thì chúng tôi xin mở đầu bằng bài hát nhan đề là Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn. Thì như quý vị và các chị cũng thừa hiểu rằng là con khỉ đó, nó muốn từ cái kiếp khỉ muốn lên thành người, nó phải mất hàng triệu triệu năm nó mới trở thành con người. Thế nhưng mà ở nước Việt Nam hiện tại, con người chỉ cần 3 năm trở thành con khỉ. Đó là ý của cái bài hát này. Ce soir, notre programme de chant sera divisé en trois parties. Tout d'abord, nous allons vous présenter des ngukas, c'est-à-dire des chants de prison, qui sont des poèmes écrits en prison par un intellectuel. Son nom est Nguyễn Chí Thiện, depuis 1958 jusqu'à 1980, je crois, oui. C'est-à-dire durant plus de 20 ans de détention. Et le premier chant est intitulé Le passage du singe à l'homme et le passage de l'homme au singe. Vous, comme vous le savez, n'est-ce pas, le passage du singe à l'homme, n'est-ce pas, a demandé des millions d'années, mais au Vietnam actuel, l'homme pourrait, en 3 années, redevenir orang-outan. Et voici la chanson. Từ vượn lên người mất mấy triệu năm mà chứ mà ai ơi, chứ mà ai ơi, ở khắp năm châu tôi đố câu này, tôi đố câu này, từ người xuống vườn sẽ mất bao năm, từ xuống vườn sẽ mất bao năm. Xin mời thế giới tới thăm Việt Nam, mà có rừng sâu thẳm, mà có trại tập trung tư nhân, ở chuồng tường bày đứng tăm, ở chuồng tường bày đứng tăm, dẹp muối ăn nằm, hôi hám tối tăm, quai săn chém săn, tùm bắn chém bắn, đánh đập tha hồ chết quăng chuột cắn, khi loài vượn này không nhanh. Đói gầy như những cái thầm, xin mời thế giới tới thầm, xin mời thế giới tới thầm. Từ vượn lên người mất mấy triệu năm, thế mà ai ơi, thế mà ai ơi, ở nước Nam tôi chính sách siêu quần, chính sách cái siêu quần, từ người xuống vượn mất có 3 năm, từ người xuống vượn mất có 3 năm, người xuống vượn mất có 3 hôm, từ người xuống vượn mất có 3 hôm, từ người xuống vượn mất có 3 hôm. Thì thưa quý vị và các chị, một người ở trong tù 22 năm trời mà có những cái ý kiến hết sức là ngộ nghĩnh như vậy. Và sau đây là bài ngục ca số 2, nhan đề là Đảng Đầy Tôi. Ở cái bài này thì ông Nguyễn Chí Thiện đưa ra cái ý nghĩ như thế này: à, Đảng Cộng sản mày đầy tao à? Mày đầy tao vào rừng xanh, mày muốn tao chết để mà hóa thành cái phân bón, thì tao sẽ hóa thành người thợ săn, tao trở ra ngọc rắn sừng tê. Mày đầy tao xuống dưới bể, mày muốn tao chết chìm ở dưới đó, thì tao hóa thành người thợ lặn, tao mang lên vàng ngọc châu báu. Mày đầy tao xuống đất đen, mày muốn tao thành bùn dưới đó, thì tao hóa thành người thợ mỏ, và tao đem lên quặng quý đầy kho. Đây không phải là kho vàng hay là kho kim cương đâu nhé, mà đây là mỏ uranium, để tao chế bom nguyên tử, tao phá tan cái Đảng Cộng sản mày ra. Thì cái bài Đảng Này Tôi thì dễ thương lắm. Voici le second chant de prison, poème de Nguyễn Chí Thiện. Le parti m'a déporté. Le parti, c'est le parti communiste vietnamien. A déporté, monsieur Nguyễn Chí Thiện.
Le parti m'a déporté au fin fond de la jungle, dans l'idée que mon corps perd, l'idée que jamais je périsse. Mais je me transforme en plongeur et j'émerge incrusté de perles étincelantes. Le parti m'a enfoncé dans la terre profonde, dans l'idée que boue noire je deviens. Mais je me transforme en mineur et j'extrais de précieux filons. Oh non, pas d'or ni de diamant, mais d'uranium pour ma bombe atomique. Kahatin siya. Buhat-buhat yung kape. Oh, ito. Alay mo. Đang đây tôi ở trong rừng, mong tôi sạc bon từng gốc săn, tôi hóa thành người săn bắn, tôi trở ra đầy ngọc rắn sừng tê tê, đang diêm xuống bể đen ngòm, mong tôi đáy nước chìm thật sâu, tôi hóa thành người thờ lặn, tôi nổi lên người sáng ngọc châu, đang diêm tôi xuống đất nâu nâu, mong tôi hóa bùn đen dưới đó, tôi hóa thành người thờ mõ, tôi đào lên từng quang quý đầy khó, chẳng phải kim cương hay là mỏ vàng làm nên nữ trang nhỏ nhỏ, mà là quang uy ra nhóm để đôi chế bom nguyên tử. Và bây giờ thì quý vị quý vị nghe nhà ngục sĩ của chúng ta nằm ở trong tù mà nhìn thấy lịch, à ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5. Ngày 19 tháng 5 là gì? Là ngày sinh nhật của Già Hồ. Thì tất cả các nhà văn, các nhà thơ là phải viết bài để mà xưng tụng Già Hồ. Thì ngục sĩ mình bảo, à bây giờ ta ở trong ngục hay ta làm một bài thơ chửi bác chưa? Làm bài thơ chửi bác chứ không phải là khen bác. Thế xong thì ngục sĩ bảo, ồ cũng không đáng để cho ta phải làm bài thơ chửi. Thế cho nên sau đây chúng tôi xin trình bày bài ngày 19 tháng 5. Le 19 mai, c'est le titre de la troisième chanson de prison. Comme vous savez, n'est-ce pas, le 19 mai, c'est l'anniversaire officiel de Ho Chi Minh. 19 mai, c'est aujourd'hui couché, je pense, versifié à l'intention de Londres, quelques incartables. À peine quelques verres ébauchés, je m'arrête et je réfléchis. Cette pourriture de politicien mérite que je sue à lui dédier ma poésie, fut-elle outrageante. Car Mars même, ancêtre à lui vénérer, n'arrive pas de moi à extirper quelques proses. À quoi bon? Aux serviles écrivailleurs, je laisse le soin à eux d'annuler sa barbiche, à eux d'encenser sa capuche. Moi, j'en ai cure. 19 mai, c'est aujourd'hui couché, je pense, versifié à l'intention de l'ongle, quelques écartates, à peine quelques verres ébouchés, je m'arrête et j'entreprends autre chose que l'ongle aille au diable. Tôi nằm định làm thơ chửi bác, phần thơ mới hơi phang phác, thì tôi thôi. Tôi nghĩ bác chính trị gia sọt ra, không đáng đổ mồ hôi làm thơ.
chửi bác. Ngay các ngắc là tổ sư của bác, cũng chẳng được tôi nguỵch ngạc vài câu. Thì hơi đâu, thì hơi đâu, thì hơi đâu, thì hơi đâu, mà thay cho bọn văn sĩ cô đầu. Chúng vớt sâu xoa đầu mướn chân bác, mặc thay cho bọn văn sĩ cô đầu. Chúng vuốt sâu xoa đầu mơn chân bác. Hôm nay là 19 tháng 5, tôi nằm mà để làm thơ chửi bác. Vần thơ mới hơi hơi phán phát, thì thôi tôi đi làm việc khác, kệ cha bác. Voici, n'est-ce pas, une autre chanson de prison. Et le titre, c'est « Ces enfants fruits du régime ». Vous ne pouvez jamais imaginer qu'au Vietnam, il y a des prisonniers, 8 ans sonnés. Quý vị không thể nào tưởng tượng được là ở một cái nước mệnh danh là giải phóng loài người, mà có những tử tù binh lên 8 tuổi đã ở tù, một tay khắc cái chữ đời xua đuổi, một tay xâm cái chữ rằng là hận vô bờ. Xăm mình. Ces enfants fruits du régime, d'un bras tatoué du monde, éjecté la vie, de l'autre profonde la haine. Oh monde, qui l'eût cru, prisonnier à 8 ans. Sur ma route jalonnée de prison, j'ai rencontré des milliers d'enfants comme toi. Ces enfants fruits du régime à leur entrée en prison, qui sont attendrissants, déculottés et flottants dans d'ambles haillons de pénitence. 10 ans passent et les voilà devenus des monstres d'arrogance, de cruauté. Ils ne respectent personne, ils n'ont que l'injure à la bouche et sont capables de tuer pour un morceau de manioc, pour un morceau d'igname. Nếu con thích hát thì con hát tiếng Pháp cái chơi, cả tiếng Việt đó. Có chứ. Một tay em trổ đời xua đuổi, một tay em trổ hận vô bờ. Thế giới ơi, ai có thể ngờ đó là một tù nhân 8 tuổi. Trên bước đường tù mà tôi rong ruổi, tôi gặp hàng ngàn em bé như em. Những thiếu nhi điển hình cho chế độ, thua mới đi tù trong giấc ngủ. Lon son không phải mặc quần, chiếc áo tù dài phủ kín chân. Giờ thấm thoát 10 xuân đã lớn, mặt mũi vêu vào, tính tình hung tợn. Mở miệng là chửi bới chẳng từ ai, có thể giết người vì củ sắn củ khoai. Sur son bras tatoué, vie éjectée, sur l'autre tatoué, haine à jamais. Qui l'eût cru, c'est un prisonnier, un petit garçon, 8 ans sonné. Sur mon chemin de pénitencier, j'ai rencontré des milliers comme lui. Ses enfants entrent en prison, dès leur début, ils sont mignons. Très petits, déculottés, de l'enhaillant couvraient leurs pieds. Puis très vite, 10 ans passés sont devenus monstres.
Je rends tout le temps. Ils peuvent tuer pour un rien digne. Sur son bras tatoué, vie éjectée. Sur l'autre tatoué, haine à jamais. Qui l'eût cru, c'est un prisonnier. Un petit garçon, 8 ans sonné. Sur mon chemin de pénitencier, j'ai rencontré des milliers. Cảm ơn quý vị. Tiếp tục chương trình giới thiệu những bài ngục ca thơ của Nguyễn Chí Thiện chúng tôi phổ nhạc. Chúng tôi xin giới thiệu sau đây bài hát nhan đề là Thấy ngay thủ phạm. Ở trong cái bài hát này quý vị sẽ thấy tất cả các thành phần xã hội, từ bà già 60 tuổi cho đến cụ già trên 70 tuổi, từ em bé thiếu nhi tới chàng anh thanh niên, từ cô gái nhà lành cho tới tất cả mọi người, ai cũng đều là sa đọa hết, mà cái đó thủ phạm chẳng phải là ai xa lạ. Et voici, n'est-ce pas, la chanson intitulée Le coupable. 60 d'âge, elle a. Pourquoi lui interdit-on de faire un commerce un petit commerce de piètre morceau d'igname. 72 ans d'âge, il a. Pourquoi ne lui fait-on pas grâce de ces interminables réunions politiques. La liberté est ce que je chéris le plus. Pourquoi m'envoie-t-on de prison en prison et de camp en camp? Ce soldat a donné des années de sa vie à l'armée. Pourquoi la police le traque-t-elle? Cet enfant en âge de scolarité, pourquoi le force-t-on à abandonner sa classe pour des chantiers ruraux? Mon ami est exceptionnel dans ses études. Pourquoi l'épuise-t-on au labour de la terre jusqu'à en cracher du sang? Toi, fils de lettré, pourquoi es-tu devenu pickpocket en usant ainsi ton visage du cendre de la honte? Toi, noble et belle, telle une écharpe de soie, pour quelques écus, pourquoi t'es-tu vendu? De tous ces mots en ras de terre, l'écho s'affiche. Le coupable, on le voit, drapeau rouge, frappé de l'étoile jaune. Bà kia tuổi 60 rồi mà sao không được phép hồi bán khoai. Cụ kia ngã tuổi 72 mà sao hồi họp bên ngoài chẳng tha. Tự do ngã tôi quý thiết tha mà sao tù ngục hết ra lại vào. Anh kia đi lính thuở nào tội chi cảnh sát cũng vào bắt đi. Học chưa biết chi mà sao sớm vội bỏ đi nông trường. Bạn tôi học vấn khác thường mà sao hất vọng bước đường ốm ho. Cậu kia ngã con cụ đồ nho mà sao móc túi mặt cho chát vào. Cô kia như dài lùa đào vài ao cũng nguyên nhân đã chẳng phải đào sâu thấy ngay thủ phạm vàng sao lá cờ. Quá nể. Et voici le soir un autre chant que j'aime beaucoup car il y a même de l'espoir. Chez un prisonnier de 20 ans, de ans, n'est-ce pas, de détention. Yeah.
tôi miêu đường mô mà ra tiên mấy chục năm trời bức bách lãng quên bao nhiêu thù hận tan vào ương khói sâu xót trở về phận nan kẻ bùi ngùi hối hận người kính cần dâng lên nay vòng hoa tái ngộ đặt lên mộ cha ông khai sáng kỷ nguyên ta trắng thắng cờ hồng xoay gần tầm nàng hoan hỉ tiếng mục đầu mi mà tình quê sẽ bao la hay tiếng quốc tế ca bằng tiếng diều cao vút trong chiều tà trên nền trời xin nói rằng có trong một số rất bài số rất nhiều bài mà chúng tôi chỉ xin phép trình bày một hai bài sau đây thôi, đó là hiện tượng của những bài hát tủi nhục ca của anh Hà Thúc Nhân, Hà Thúc Sinh. Thì sau đây chúng tôi xin trình bày bài Đêm Việt Nam. Quý vị sẽ thấy rằng là ở Việt Nam bây giờ là chỉ có đêm, không có ngày nữa. Trái ngược lại với bên nó quay, bây giờ là chỉ có ngày không có đêm. Đúng rồi. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la première partie. Nous allons déjà présenter des ngukas, des chants de prison tirés du poème, des poèmes de Nguyễn Chí Thiện, en dissident du régime communiste vietnamien depuis les années 50. Vous avez déjà vu, n'est-ce pas, la vraie face d'un régime soi-disant libérateur, n'est-ce pas, de Ho Chi Minh et de ses compagnons. Depuis 1975, quand le Sud-Vietnam est enfin libéré par les nordistes, vous avez vu que plus d'un million d'hommes se sont enfuis du Vietnam par voie de terre et, ou par voie de mer. Non pas pour des raisons économiques, mais parce que le régime continue à oppresser le peuple comme il l'a fait depuis 30 ans. Une nouvelle génération de dissidents est née. Nous avons maintenant beaucoup de chansons qui reflètent le présent Vietnam. Et voici quelques chansons de Hà Thúc Sinh, un jeune poète et musicien de plus de 30 ans. Et ses chansons et lui-même sont venus du goulag vietnamien. Voici la nuit vietnamienne. Đêm thế giới đã dồn một lần trên đất nước tôi gọi Việt Nam. Đêm ban ngát những khu trại giam, đời thỉnh thoảng thu hẹp dần dần. Đêm em bé lên mười cùng gần anh chiến sĩ gốc Việt đồng quân. Đêm thiếu nữ áo đơn tạm cu ngồi kề vai gái giang hồ lo. Đêm đầu tố và thủ tiêu, đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu. Người chết nhanh, người phát điên, đêm cao trung tự do nhân quyền. Đêm những bước phăng bằng chỉ vô vang kinh thiết sâu cùng tự do. Đêm có tiếng súng sâu trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng. Đêm thế giới đang dồn một lần trên miếng đất đã thừa lầm than. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong là Việt Nam nước tôi buồn thêm. Đêm thế giới đang dồn một lần trên đất nước tôi gọi Việt Nam. Đêm ban ngát những khu trại giam, đời thanh thang thu hẹp dần dần. Đêm
em bé lên mười cường gần anh chiến sĩ góc biển đồng quân, đêm thiếu nữ áo đơn tam thu ngồi kề vai gái giang hồ lo, đêm đầu tố và thủ tiêu, đêm săn bắt ra trái đầy chi tiêu, người chết đánh người phát điên, đêm các chúng tự do nhân quyền, đêm những búp phăng bằng chì vô vang tiếng thét sâu cùng tự do, đêm có sinh sống sống trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng, đêm thế giới đang dồn một lần trên mảnh đất ta thừa làm than, đêm chút xuống hô sâu diệt phong là Việt Nam nước tôi buồn tình, là Việt Nam nước tôi buồn tình, là Việt Nam nước tôi buồn tình. Cô gái trần truồng ngồi trước sân phơi ghẻ, trước mặt mọi người cô vẫn thấy như không, âu cơ mẹ hỡi sao nên nỗi đau thương, cô gái Việt Nam mà lại hết thẹn thùng, cơm chó tưởng chừng còn chán chê không người, kiếp người tù đầy bô vác với con quân, ôi vua hùng hỡi sao nên nỗi thương ôi, đâm chết thằng con chỉ vì bát cơm vơi, khoan lên mặt trăng, khoan lên mặt trời, khoan soi vào trái đất, khoan mọi biển khơi, sương khuây nhìn miếng đất như đang bò rơi, Việt Nam con có biết bao chuyện là đời, tôi bỗng một ngày chợt thấy vu vơ nghĩa, thu vật và người ai nói khác xa nhau, khi biên thủy đã phôi pha giữa đôi mi, không biết trần gian hoặc là đáy âm ti. Cô gái trần truồng ngồi trước sân phơi ghẻ, trước mặt mọi người cô vẫn thấy như không, âu cơ mẹ hỡi sao nên nỗi đau thương, cô gái Việt Nam mà lại hết thẹn thùng, cơm chó tưởng chừng còn chán chê không người, kiếp người tù đầy bô vác với con quân, ôi vua hùng hỡi sao nên nỗi thương ôi, đâm chết thằng con chỉ vì bát cơm vơi, quan lên mặt trăng, quan lên mặt trời, con soi vào trái đất, con mọi biển khơi, xung quanh nhìn miếng đất như đang bò rơi, Việt Nam con có biết bao chuyện là đời, tôi bóng một ngày chợt thấy vu vơ nghĩa, thu vận và người ai nói khác xa nhau, khi biên thủy đã phôi pha giữa đôi mi, không biết trần gian hoặc là đây âm ti, chúng ta gọi là đây âm ti, không biết trần gian hoặc là đây âm ti. Xin cảm ơn quý vị. Merci beaucoup. Cảm ơn quý vị lắm. Et si je vis avec mon cauchemar de jour comme de nuit, face à l'océan je pleure ton nom, au pays tu n'es plus là pour m'attendre, ici je hais ce qui nous sépare. Nắng màu như ở bên nhà em đi
ra biển rộng gọi trùng dương. Trùng dương nào đã chia lìa đôi vợ chồng son, trùng dương con thêm cắt rời cha mẹ và con, trùng dương nào hay chế độ nào đầy con người vô kiếp nghẹn ngào kiếp xa nhau. Nhớ đôi tay em xưa xinh như mộng, tay vuốt tóc chồng, tay nựng con thơ. Nhớ đôi môi em, ôi đôi môi mỏng, ca hát cho đời thêm sắc thêm hương. Ở bên nhà đôi tay ngà em vụng buồn đen, ở bên nhà đôi môi mềm thú vãn tội ôi. Ở bên nhà em không còn đứng chờ đợi anh, ở bên này anh mong chờ. Et voici la chanson intitulée Il pleure sur les feuilles. C'est une chanson très populaire au Vietnam dans les années 60, où la vie, l'amour, la guerre, la paix et, n'est-ce pas, se mêlent. C'est pour donner Il pleure sur les feuilles. Son mưa chỉ là nước mắt mẹ già là trao đầm đìa trên xác con anh ra. Giọt mưa chỉ là nước mắt mặn mà thiếu đứa tan chiến tranh trong mình. Giọt mưa chỉ là tiếng khóc hoa hoa đưa đến chúng ta nuôi, mưa chỉ là tiếng nói bao la, tóc trắng đậm đà, êm ái dù tình già. Il pleut sur les feuilles comme les larmes d'une mère sur un corps de pierre, son fils mort en guerre. Sur les feuilles, la jeune femme renaît, embrassant d'entrée son homme et la paix. Il pleut sur les feuilles, c'est la joie qui crie, l'enfant balbutie, commençant la vie. Il pleut sur les feuilles, c'est ton rêve infini, un vieux coup. L'amour sourit. Sur les feuilles, c'est l'amour en moi. Quand je fais mon choix pour la dernière fois. Sur les feuilles, c'est l'essence promise. Quand je réalise ma première surprise. Sur les feuilles. Je suis seul et froid quand la vie s'en va. Il pleut sur les feuilles, c'est l'ultime caresse avant que ne cesse ce peu de tendresse.
Xin cảm ơn. Merci beaucoup. Bây giờ quý vị nếu muốn thì để Julie sẽ hát một bài hát mà đã làm nên Julie, tức là người ta biết Julie rất nhiều về bài hát này, nhan đề là Mùa Thu Chết. C'est un poème d'Apollinaire, de Guillaume Apollinaire, un poète français, que j'ai mis en musique. Et le nom de la chanson est intitulé L'automne est morte. C'est la chanson du mal-aimé, je crois. Et me connaît-on. Sau đây trả lại em yêu nhé, trả lại em yêu nhé. Maintenant, les chansons iraniennes, une chanson très connue, n'est-ce pas, des étudiants au Vietnam en 1972, je crois. Trả lại em yêu. Đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngắt, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Trả lại em yêu, khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu, nỗi buồn cứ xa, vài giọt mưa xa, hôn mềm trên má. Tóc em thơm lòng, dáng em hiền hòa, anh sẽ ra đi về miền cát nắng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem mối thương yêu vào niềm nhung nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về, trả lại em yêu.
đường học trò, những ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường. Trả lại em yêu môi tình vời vợi, ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tôi, nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài. Trả lại em yêu, trả lại em yêu. Mây trời xanh ngang. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, là la vie des réfugiés maintenant dans le monde entier n'est pas comparé au nuage qui flotte, qui ne s'arrête plus. Voici une nouvelle chanson, poème de Fuson Quang, musique de Fabzi. Thank you.
xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đây, có tuyết buồn lây, có lá buồn dày, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mối nhau cho nhau gian nát tim đau, vừa đôi tay ôm muôn tù đầy tóc rối bạc màu vết sâu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một trời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mỏng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Cảm ơn anh chị em.